Con nè, con niệm Phật như vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Vậy tư đó vấn. là cô đi bán, là cô vắt cái cam cô cũng niệm Phật, Dạ. cô rửa cái ly cô cũng niệm Phật, cô có pha cái ly cà phê cho người ta cô cũng niệm Phật, Dạ. niệm 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 mà niệm ra tiếng luôn, niệm niệm mà không ngại ngùng luôn, Dạ. niệm niệm vậy đó, niệm niệm đi bê ly cà phê cho người ta cũng niệm Phật luôn đó, đi bất cứ cái gì cũng niệm Phật, niệm niệm vậy. Tới khi mà bán xong rồi cái lấy chiếc xe đi chợ, thì đi chợ niệm Phật xong rồi đi chợ, thì niệm trong đi chợ cũng niệm Phật, cũng niệm Phật ra tiếng luôn, mà trong khi niệm Phật thì có cái hột gạo nó rớt xuống đây. Dạ, là đầu tiên thì Châu Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem kênh Nguyễn. Thì cái dịp này Nguyễn có đi núi Cấm để đồng hành cùng Minh Đồng Sĩ lên clip cho quý vị khán giả cùng xem. Thì có một cái nhân duyên rất là lớn quý vị. Thì Nguyễn có được gặp là cô Thị Nguyên, thì cũng là một khán giả trong kênh của Nguyễn luôn. Thì cô có một cái sự niệm Phật mà rất là thù thắng luôn. Thì cái câu chuyện này như thế nào thì Nguyễn sẽ nhờ cô kể lại. Thì trước tiên là cô ơi, cô có thể chỉ giới thiệu về mình đôi nét để cho tất cả quý khán giả cùng hiểu thêm, rồi sau đó mình sẽ dẫn vào cái câu chuyện ha cô. Thì dẫn mời cô. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô chân thần, các vị chân thần ở đây xin hộ trì cho con để con chia sẻ chánh pháp, con chia sẻ những gì con đã tu tập được mấy năm vừa qua để cho tất cả ai cũng được nghe qua để mà tu tập. Thì khi mà khởi đầu sự tu tập của cô á, Dạ. thì năm có cái năm đó cô đường đứng bán á, thì em cô nó gọi điện á, Dạ. thì bằng cái nghe hồi xưa là gọi điện bằng nghe, cách đây 10 năm nghe cái điện thoại từ ở ngoài Trung vô, thì kêu có một cái tượng Phật, là coi như Phật phóng quang về á. Dạ. Thì đúng là rằm tháng 7, đúng là rằm tháng 7 thì Phật phóng quang về, thì em cô tình cờ nó gọi điện cho cô, thì trong khi đó thì cô mới nghe, thì trong trong cái sự mà Phật phóng quang cái tượng Phật đó, thì cô mới nghe một rưng, trong giống như một ngôi chùa đó là cùng niệm Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, thì cô nghe cái tiếng Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, thì cô về cô bỏ ăn chay trường luôn, À. vì từ đó là cô không bao giờ cô ăn chay trường được đó. Dạ. Cái từ đó thì cô về cô niệm Phật, cái cô về cô bỏ cô ăn chay trường luôn. Mà trong nhân duyên cô nghe niệm Phật như vậy á, thì nó thật tình á, khi cô nghe cái tiếng niệm Phật dạy cô về, cô cũng niệm Phật như vậy, tự cô diệt dục luôn. Dạ. Ừ, cô diệt dục luôn. Thì cái nhân duyên đó thì cô cũng ăn chay trường 4 năm trường, nhưng mà cô ở với cái đất mà giống như là mà ở đó người ta tu bên đạo Chúa nhiều, chỉ Dạ, có một trên mình cô cô. ha. Ừ, thì chỉ có một mình cô, thì trong khi đó thì cô đâu có ai, có ai nhắc cô đòi niệm Phật đâu, cứ Dạ. ăn chay trường nhưng mà không biết tu. Thì Dạ. trong khi có 4 năm trường cô không không biết tu, thì cô 4 năm trường vậy đó mà không không đọt được cái quả gì hết, ăn chay trường không có đọt được cái quả gì hết. Thì Dạ. em cô mắc, thì em cô mắc thì cô về cô niệm Phật cho em cô vậy đó. Thì trong khi đó thì cái cô vô em cô mắc xong rồi cô vô cô niệm Phật để hồi hướng cho em mình. Thì Dạ. trong khi đó thì mình niệm Phật á, thì trong một buổi tối á, thì có một vị cô nằm, cô thấy chim bao, thì cô thấy một vị á, già là cô không cho thấy mặt mà cô chỉ thấy cái tiếng nói thôi. Thì cái tiếng nói của ông là nó: Con nè, con niệm Phật như vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đó. Cái sáng dậy thì cô về cô dậy là cô kể lại đứa con cô liền. Cô kêu con, hồi hôm á có một ông già 80 tuổi á, dặn cô là niệm Phật, là niệm vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Thì từ đó cô
cô niệm vậy đó, cô À. niệm vậy, cô niệm 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 điếc á. Cái mà trong thời gian đầu á, thì cô cũng tinh tấn, cô cháu cô nó gửi cái quyển kinh Vô Lượng Thọ, thì Dạ. cô cũng trì kinh, cô tinh tấn lắm, hồi đó cô tinh tấn cô trì kinh á. Sáng sáng cô trì kinh, cái cô cũng hồi nó tinh tấn lắm, mình nghiêm trang lắm, mình cũng cũng bận áo áo giới đồ, cũng nghiêm trang đó, cô trì kinh vậy đó, thì nó rất là hiệu quả, nó rất là hiệu quả. Nhưng mà sau á thì cô nó có nhiều cái hiệu quả không thể tưởng tượng được luôn. Dạ, cái hiệu quả nó như thế nào cô có thể chia sẻ rõ hơn để cho mọi người cùng biết không cô? Cái hiệu quả là mình chụp một cái mình thấy có một cái tháp rất là đẹp, Dạ, là rất là lúc đó đẹp, cô chỉ kinh thì kinh Vô Lượng Thọ. Vương Thọ. Dạ. Cái tháp rất là đẹp, mà mưa 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 giống là như không có giống như mưa ở dưới 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 mình đâu, mưa giống như ở trên thiên á, mưa mà nghe tiếng giông là nó vi diệu lắm luôn đó. Dạ. Cái cô thấy nó vi diệu quá, thì cô cũng thời gian cô cũng trì kinh như vậy đó, cô cũng trì tiếp tục 48 lời nguyện của Phật, Đức Phật A Di Đà. Dạ. Cô tụng kinh Vô Lượng Thọ như vậy, cô thấy vi diệu cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì một thời gian sau á, cô cũng hành trình như vậy á, cái thì con cô nó mua kinh về, rồi nó tặng kinh, rồi em cô nó cũng tặng cuốn kinh về, cái rồi cô tự cô cũng đi mua kinh về, cô về cô thấy loạn đi, cô không thể nào mà trụ được trong tâm á, cô Dạ. không trụ được trong tâm. Cái cô mới cái sâu lạ, mình như vậy mình đâu có tu được, mình sao mình trụ được trong tâm mình. Cái cô khi đó cô mới đi vô thiền. Dạ. Mà nói thật tình lúc đầu cô cũng có coi một vị thầy là Thích Chí Khang. Dạ. Cô mới coi một vị thầy Thích Chí Khang, nói các vị cứ nghe pháp của tôi mà các vị phải về ngồi thiền đi, các vị phải về ngồi thiền đi, về Dạ. ngồi thiền đi rồi mới mới hiểu được cái pháp của tôi, mà không ngồi thiền là cũng 20 năm cũng không hiểu được. Dạ. Với cái cũng 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 xem hoài, cái vị vị nói như vậy nè, các vị cứ về ngồi thiền đi, về ngồi thiền đi, rồi cái pháp thiền nó sẽ đi đến cái chỗ mà giống như xì ke vậy. Cái Dạ. thì Như là mình nghiện, mình quen thuần thục rồi đó hay cũng con thuần ha. thục rồi, giống như xì Dạ. ke, là khi khi mà nó muốn ngồi thiền là lúc nào cũng ngồi vẫn được, mà Dạ. cô có vô trạng thái đó. Dạ. Cái cô mới hành thiền theo cái tiếng niệm Phật ấy, nó ở trong vài cứ niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, mà trong hơi thở, cùng trong hơi thở niệm, trong hơi thở vậy. Cái khoảng mấy tháng trời, cái tự nhiên cô đứng, cô bác mà hồi nó cô tinh tấn lắm luôn, Dạ. cô tinh tấn lắm luôn. Thì hồi đó cô tinh tấn là cô đi bán, là cô vắt cái cam cô cũng niệm Phật, cô Dạ. rửa cái ly cô cũng niệm Phật, cô có pha cà ly cà phê cho người ta cô cũng niệm Phật, Dạ. niệm 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 mà niệm ra tiếng luôn, niệm niệm mà không ngại ngùng luôn, Dạ. niệm niệm vậy đó, niệm niệm đi bê ly cà phê cho người ta cũng niệm Phật luôn đó, đi bất cứ cái gì cũng niệm Phật, niệm niệm vậy. Tới khi mà bán xong rồi cái lấy chiếc xe đi chợ, thì đi chợ niệm Phật xong rồi đi chợ, thì niệm trong đi chợ cũng niệm Phật, cũng niệm Phật ra tiếng luôn, mà trong khi niệm Phật thì có cái hột gạo nó rớt xuống đây. Thì cái Dạ. đó là trong trong kinh A Di Đà có nói là viên linh đơn đó, Dạ. mà nó sướng lắm, nên mỗi lần niệm tiếng niệm Phật là nó nuốt được hột gạo là mừng gớm lắm Dạ. luôn. Nó giống như nó hỷ lạc, nó ân ân có hột gạo để mình nuốt đó. Dạ. Đó đó vậy. Cái có một lần cô niệm Phật, cô đứng này, đứng chỗ có bán hàng, cô có bán cà phê, thì cô đương bán cà phê, thì cô đứng thẳng cái lưng đi, cô niệm Nam Mô Đà Phật, cô nhắm mắt lại cô niệm Nam Mô Phật, thì cái hỷ lạc ở trong thân cô nó hỷ lạc đã, nó chứ không giờ mình nói không có ai hiểu được nữa. Dạ. Cái hỷ lạc, cái cô ngó bên cái điện thoại, cái đồng hồ bên kia, thì có thể đúng 12 giờ trưa Dạ. đó. Cô thấy vi diệu quá đi, cái từ chỗ đó mà cô vô vô cái hành thiền mà niệm Phật luôn đó, Dạ. niệm trong đi đứng nằm ngồi, coi như mình buôn bán cực khổ đến đâu mình cũng niệm, cực khổ đến đâu mình cũng niệm đó, là vậy đó.
vậy đó mà cô cứ niệm Phật như vậy, cứ trong cái niệm Phật như vậy thì cô trong khi cô hành thiền với niệm Phật như vậy thì cô biết cô trụ được cái tâm cô rồi. Thì nói cho đúng là cô với chồng cô là chồng cô thì làm việc ở xa. Yeah. Thì trong khi 7 năm trường là ổng về. Ổng về là cô cũng không, trong tâm mình không có sợ nữa rồi, một cô trụ rồi. Yeah. Cô trụ cái tín niệm Phật rồi. Cho nên khi đó pháp nó trổ ra, nó pháp nó trổ ra dữ lắm. Yeah. Đó. Cho nên thì đó, cô chồng cô về thì chồng cô tưởng cô tu, thì chồng cô tưởng cô ngoại tình rồi này kia, chồng cô cũng giận dỗi. Thời gian chồng cô nghi kỵ là cô có bồ có bịch này kia, chồng cô giận dỗi lắm. Nhưng mà nhiều cái thử thách mà cô vẫn nhẫn. Những gì đến với cô nhẫn dữ lắm luôn á. Pháp tới là cô nhẫn, pháp tới là cô nhẫn. Cô không có cái gợt khử cái gì mà sân si hỉ nộ ai. Dạ. Cô không khử lên đó. Cô không khử. Khi đó thì mỗi lần mà có những cái chuyện gì là cô nhẫn, cô đè, cô nén, cô nhẫn. Tại có người tu là chỉ có cái niệm Nam Mô Phật Đền đã diệt lục căn lục trần, nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân rồi đó. Dạ. Thì không có cái gì để mình khởi lên mình giận hờn ai hết. Đó. Mình không có thể nào mà giận ai hết. Đó. Thì cái thời gian trời 2 năm trời cô nước mắt cô cứ tung như này. Nước mắt cô cứ pháp tới là cô cứ nghĩ là pháp này là để thử cô. Khi mình tu là sẽ có pháp thử. Dạ. Khi mình tu là sẽ có pháp thử. Thì nước mắt cứ chảy hoài, ngày nào cô cũng khóc. Đó, ngày nào cô cũng khóc hết trơn. Thì một thời gian dài như vậy đó, mà cô giống như mình định được cái tâm rồi, mình trụ được cái tâm rồi, tâm niệm Phật rồi, mình không có bị nó trụ được tâm. Nhưng không mình có trụ bị, mình không có chuyển theo cái pháp ha. À, là mình không có bị chuyển bị, theo cái cảnh. Bị chuyển cái cảnh mình. Dạ. Không có bị cuốn theo ha. Đó mình. Dạ. Không có bị cuốn theo là mình trụ được, là mình không có giận và hờn ganh ghét cái này kia đó. Đó. Dạ. Đó cái mình trụ được rồi ấy, dạy cái từ chỗ đó mà ông xã cô á, nhiều cái ông xã cô thì ổng đi xa về thì đương nhiên ổng cũng nhớ nhung thương vợ từ bao nhiêu năm nay. Thì ông xã cô thì ổng chung thủy, ổng thương vợ là ổng thương lắm luôn. Dạ. Nhưng mà khi cô về cô tu rồi á, thì cái pháp của cô tu á, thì cô đã đoạn được. Cô không. Dạ. Còn không phải là mình đoạn là mình diệt hết tân tất cả những tình vợ chồng, nhưng mình tu là mình tu làm tu chứ không phải là mình bỏ tất cả. Dạ. Mình tu mà tu cho tất cả trong người gia đình mình, chứ không phải mình bỏ tất cả. Mình tu cho chồng mình thấy, cho con mình thấy cái hạnh của mình. Dạ. Cái hạnh của mình là sao? Cái hạnh mình tu cho đúng, chứ nếu mình tu sai thì chồng mình đâu có phục đó. Dạ. Nếu như mình tu sai đường thì chồng mình đâu có phục. Cho nên cô cứ lần lần cô cảm hóa được chồng cô. Dạ. Thì đó. Mà mỗi lần á, con biết sao, 2 năm trời pháp thử ra chồng cô, mỗi lần mà rờ tới cô, con biết không, chồng cô mà rờ tới cô là cô khóc thê thảm luôn. Yeah. Cô khóc không thể nào diễn tả được, cô khóc. Yeah. Dễ sợ luôn mà. Yeah. Mà con biết không, 2 năm trường như vậy mà ở chung một nhà. Yeah. 2 năm trường như vậy thì cô, mỗi lần rờ vô người cô là cô khóc thê thảm luôn. Mà nói ra đây á thì tất cả ai cũng sẽ nói lạ, nhưng có cái đó là có sự thật. Dạ. Có sự thật thì không phải nói chứ chồng cô mà khi mà tại người chồng mà thương người vợ rồi quá, họ không thể nào chịu nổi. Khi mà về ôm cô là cái là cô đái hết quần đó luôn. Dạ. Quần mà không biết bao nhiêu lần như vậy, thì từ đó lần lần cô mới chuyển được ông chồng cô. Cô mới chuyển được ông chồng cô từ cái tâm mà nghi kỵ này kia ấy, nói là cô là bà này mà tu cái gì sợ có bồ có bịch này kia. Mỗi lần cô gọi điện thoại cho con cô thì chồng cô cũng tưởng là cô gọi cho nhân tình. Dạ. Thì từ đó lần lần mà 2 năm trời như vậy, pháp thử ra như vậy á, mà pháp cô cứ nghĩ là pháp đó là pháp Quan Âm. Dạ. Quan Âm thử
Nhưng mỗi lần mỗi cái pháp ra là pháp Quan Âm thử để mình có vượt qua không? Mình có vượt qua cái chướng ngại đó không để mình tu đó. Cho nên những cái như vậy đó, thì cô mới cô cứ đè nén cô giống như trong khi mình tu rồi ấy, thì mình mới biết được cái bài pháp mà quán tự tại Bồ Tát hành tâm bất nhã ba la mật đa thời chứ kiến ngũ ẩn như không đội nhất thiết khổ ách xá lợi tử sắc bất gì không không bất thị sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệu phục như thị xá lợi tử thì chư pháp không tướng bất sinh bất diệt bất cấu bất tình bất tăng bất giảm thì có không trong vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân vô sắc thanh hương vị xúc pháp đó thì cái gì mình cũng không thì không có cái gì để mình diệt hết trơn, mình không cấu vô cái thân này không còn cái gì để mình diệt hết trơn. Dạ. Thì khi đó cô đã hiểu pháp là mình tu là mình đã diệt hết rồi, mình không còn gì để cấu vô nữa hết trơn. Cho nên cô mới biết là cái bài kinh nó quá hay như vậy đó. Khi mình tu mình mới hiểu ra cái bài kinh đó. Dạ. Đó. Là nó không còn gì để mình cấu vô, mình không còn gì để mình giận hờn, mình phải đè nén những cái điều mình nghe thấy như vậy đó. Đó. Dạ. Nó như vậy đó.